Xin chào tất cả mọi người, chào anh em yêu Lan trên mọi miền đất nước. Mình là Vườn Lan Trường Sơn, trú tại tổ 7 phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu. Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần. Xin chúc các bạn, chúc các anh em, các cô, các chú, các bác một ngày cuối tuần nghỉ vui vẻ, hạnh phúc. Đây là tác phẩm của Vườn Lan Trường Sơn sau khi trồng 1 năm. Chính xác đến bây giờ, xin lỗi các bạn là chưa được 1 năm. Đấy, như các bạn nhìn thấy, tác phẩm rất là đẹp. Đây là hoàng thảo kèn rừng của Lai Châu. Đấy. Những cây gãy dập mình giữ lại trồng đây. Đây là thân mẹ gãy dập. Đấy, như anh em nhìn thấy. Đây là thân con. Tác phẩm này rất là đẹp. 30 thân. Nhìn quá đẹp luôn. Một chút phân tan chậm. Giá thể gỗ. Do kèn này mình để trưng bày, sưu tầm và không có ý định bán. Và đơn hàng hôm nay thì mình bao gồm có giáng hương tam bảo sắc. Chỗ này là được chắc được khoảng 2 cân đấy. Thì cái khóm lô này, giáng hương tam bảo sắc này mình bán với giá là 350.000. Mình vừa mua của người dân thôi, cũng không nắm rõ lắm là bao nhiêu cân, nhưng mà cũng rất là đẹp. Đây, như các bạn nhìn thấy, lá khá là cứng. Cái này giống như kiểu lá cứng như quế. Phải nói là cũng khá là tuyệt vời. Chỉ có 350.000 thôi các bạn. Và đây là kiều. Đấy, như các bạn nhìn thấy kiều. Kiều thì mình bán theo bó, theo lô luôn các bạn. Đấy, như các bạn nhìn thấy. Lụa vàng giá vẫn thế là 270.000 đồng 1 kg. Hoàng thảo ngũ tinh. Đây như các bạn, chưa mọc mắt ngủ đang nhú nụ thôi các bạn nhé. Như này thì các bạn về thì cứ yên tâm là trồng thôi và chờ hoa thôi, rất tuyệt vời. Giá cũng là 270.000 đồng 1 kg. Đây. Kiều vàng. Kiều vàng thì mình bán theo bó. Cứ một bó như này là 100.000 các bạn ạ. Đây bó số 1. Như các bạn nhìn thấy. 100.000. Số 2. Đây các bạn nhìn thấy nhé. Số 3. Đấy. Và đây là số 4. Số 5. Rất là tuyệt vời. Rất là đẹp. Số 6. Đây các bạn, một bó là các bạn có thể được một giò hoa đẹp rồi. Số 7. Tuy rằng thực tế là các bạn nhìn lá nó có một vài cái lá lác đác màu vàng, nhưng mà mình nghĩ nó không ảnh hưởng gì đâu các bạn. Mùa này là một cây nó nghỉ cũng không phát triển gì được nữa. Các bạn chỉ việc về trồng và tưới, chăm tưới cho nó căng cây ra và chờ để đến khi nở hoa thôi. Cây già mình đã cắt được tương đối, ít nhất là cắt rất nhiều cây già đi rồi, nên là thân thì còn rất nhiều thân tơ, thân hoa đấy các bạn ạ. Rồi trên rễ kiều này. Rễ kiều này thì mình cũng nguyên một rễ các bạn nhé. Nguyên một rễ luôn. Hứa hẹn một mùa hoa rất là tuyệt vời. Mà giá chỉ có 400.000 đồng thôi. Như các bạn nhìn thấy, cực đẹp luôn, riêng rễ kiều như thế này. Hay người ta còn gọi là thủy tiên vàng. Thực tế là mình cũng rất thích dòng này. Nhưng trên mình thì cũng khá là nhiều. Vườn thì không thể trồng hết được. Một mình thì cũng không thể cam được, nên là mình chia sẻ cho mọi người để mọi người có biết được đến hàng hoa lan. Màu sắc tự nhiên đẹp. Mùi kết cấu bông hoa của lan rừng, lan tự nhiên phải nói là quá tuyệt vời. Thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta những cái loài hoa đẹp mà không phải ai cũng có thể trồng được, ai cũng có thể sưu tầm được. Chúng ta phải có sự kiên trì, sự kiên nhẫn, sự chờ đợi, sự yêu thích thì chúng ta mới có thể trồng được những loài hoa lan đẹp như thế này. Đấy, cho dù tất cả các mọi người ai cũng vậy thôi. Nếu như chúng ta không có sự yêu thích, không có sự đam mê
thì chúng ta không bao giờ chúng ta có thể nghĩ đến được là ở ngoài tự nhiên lại có những cái ban tặng cho chúng ta những cái dòng hoa lan, phải nói là quá là tuyệt vời. Nó giờ giờ đây thì nó cũng là một cái nhịp cầu kết nối giúp tất cả anh em chúng ta ở mọi miền đất nước biết được đến nhau và trao đổi cho nhau những loài hoa lan đẹp, những loài hoa lan độc và lạ. Và đấy là đơn hàng ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã thường xuyên theo dõi clip của mình. Còn hai giò kiều dẹt, à quên xin lỗi các bạn, là đây là kiều dâu tua các bạn nhé, cũng trồng được 1 năm rồi. Đấy, còn duy nhất hai giò này thôi ạ. Hai giò này mình bán giá là 400.000 đồng một giò. Đây, như các bạn nhìn thấy, chỉ có 400.000 đồng thôi các bạn nhé, một giò kiều dâu tua thuần, phải nói là rất tuyệt vời. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã thường xuyên theo dõi clip của mình. Xin chúc các bạn một ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ, hạnh phúc. Anh em nào có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ trực tiếp số điện thoại là 0987829002. Mình tên Sơn, sinh năm 1983. Để mình giới thiệu như vậy để các bạn dễ xưng hô. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã thường xuyên theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những clip sau.